Hồ Văn Cường liên tục nhận quà khủng từ fan, thời tới cản không kịp. Một câu chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần, rõ ràng nó phải có điều gì đặc biệt, và câu chuyện của Hồ Văn Cường cũng như thế. Không chỉ được khán giả yêu thương về mặt tinh thần mà về vật chất cũng vậy. Đã có không ít những vòng hoa tiền, những bó hoa tiền mệnh giá lớn hay thậm chí là cả vàng 4 số 9 được gửi tặng đến Hồ Văn Cường trước và trong những đêm diễn hay đơn giản chỉ là một sự kiện có sao nam. Điều này đã diễn ra suốt một thời gian qua và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở diễn biến mới thì trong nhóm FC của Hồ Văn Cường, một tài khoản đã đăng tải bài viết cho biết là đã nhận được những món quà đầy tình yêu thương từ khán giả dành cho sao nam. Người này cũng công khai rõ số tiền mà những khán giả trong và ngoài nước gửi tặng về cho Hồ Văn Cường trước thềm diễn ra đêm nhạc mới. Thông qua đó thì có thể là Hồ Văn Cường luôn nhận được sự yêu thương, những tình cảm dõi theo từ khán giả cả trong và ngoài nước. Thậm chí có một vài khán giả còn giấu tên cũng đã gửi tặng tiền cho Hồ Văn Cường trong show diễn sắp tới mà chẳng cần được vinh danh. Với những gì Hồ Văn Cường nhận được có thể thấy là dường như sao nam phải có một cái sức hút nào đó vô cùng thần kỳ mới khiến bao người siêu lòng. Chưa kể đó là gồm những khán giả lớn tuổi. Về điều này thì một vị đại diện nhóm hâm mộ Hồ Văn Cường từng chia sẻ với truyền thông rằng: "Tôi cũng không hiểu tại sao Hồ Văn Cường lại có một sức hút kỳ lạ mà không thể giải thích được. Từ khi vô tình nghe Hồ Văn Cường hát ca khúc Về Miền Tây năm 2016, tôi đã say mê. Kể từ đó đến nay thì tôi không bao giờ quên được Hồ Văn Cường. Vì thế nên mỗi khi gặp chúng tôi càng quý mến nhiều hơn và muốn dành hết tình cảm cho cậu ấy. Bạn nghĩ sao trước những gì Hồ Văn Cường đang nhận được từ người hâm mộ? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để chúng tôi được biết nha."